Trong phân khúc tầm trung, hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu đến anh em một ứng cử viên sáng giá nữa, đó là FB Evo. Mời anh em cùng nhau chiêm ngưỡng quá trình hình thành anh em nó ngay sau đây. Qua video vừa rồi, chắc anh em cũng đã nắm rõ các linh kiện cấu tạo nên FB Evo rồi đúng không? Em nó được sinh ra từ CPU Ryzen 5 3400G, một bé CPU tích hợp GPU mạnh mẽ đến từ AMD, kèm theo đó là main A520 cùng với 16GB RAM, hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm mạnh mẽ và bứt phá. Vậy thì chần chờ gì nữa, không đến ngay đến phần hiệu năng thực sự mà FB Evo mang lại nào. Với trò chơi đầu tiên là Liên Minh Huyền Thoại thì FB Evo sẵn sàng đồng hành cùng anh em ở mức max setting, kèm theo đó là độ phân giải Full HD. FB Evo luôn duy trì được mức FPS là 65-90 khung hình trên giây, như vị tướng Twitch mà mình đang sử dụng đây. Ra vào combat rất mượt mà và dễ dàng hạ sát kem địch bằng những tên suy vong của chính mình. Cùng đến với tựa game đông đảo người chơi nhất nhì hiện tại, CSGO, ở mức thiết lập đồ họa là Full HD cùng với 2 setting. Từ những cảnh bắn nhau nảy lửa, đạn sạc qua đầu thì cũng chẳng là gì so với FB Evo. Có thể chưa tối ưu hoàn toàn nên FPS khá là dao động, từ khoảng 65-255, nhưng đa phần đều rơi vào 70-80 khung hình trên giây. Yên tâm, bạn vẫn sẽ có một trải nghiệm mượt mà với tựa game này. Top 1 là dễ. Tựa game cuối cùng được đem ra thử sức là GTA 5 với setting là normal cùng với Full HD, FB Evo cũng đạt được mức FPS dao động từ 40-60 FPS. Thì như anh em đang thấy, mình đang lao xe trên đường đòi hỏi một tốc độ lót hình rất nhanh nhưng FPS vẫn trên 40, thì anh em phải yên tâm là sẽ làm nhiệm vụ và đua xe một cách rất là mượt mà ha.